Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã có buổi làm việc với đoàn nghị sĩ Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác song phương với Hàn Quốc. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Để thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ năm 2023, Thứ trưởng đề nghị các nghị sĩ có ý kiến với các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác thực hiện đa dạng các biện pháp nhằm tăng cường thương mại song phương. Về phía Hàn Quốc, nghị sĩ Subiang cho biết Hàn Quốc xác định ASEAN là trung tâm tài chính quốc tế quan trọng của Hàn Quốc, trong đó đặc biệt tập trung vào Việt Nam. Nghị sĩ khẳng định với cương vị của mình sẽ có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực thực hiện các biện pháp giúp hai nước đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại và đánh giá cao sự hợp tác rất kịp thời của Việt Nam trong việc cung ứng dịch vụ ure và hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu với Hàn Quốc thời gian qua.